Hôm nay mình làm món lẩu gà các bạn. Hôm nay là con gà chọn các bạn. Bây giờ mình sẽ vặt lông sạch và mình sẽ sát vào muối và ít gừng, nước gừng để cho sạch. Rồi sau đó mình sẽ chặt và để đi làm lẩu gà nhé. Gà chọn cho nên nhìn các bạn nhé, thịt rất là chắc. Mình sẽ chuẩn bị rau ăn cùng nhé. Tùy theo các bạn thích ăn rau gì thì mình chuẩn bị rau đấy. Ở đây có hai cái loại rau rất là phổ biến là rau muống và rau cải cải ngọt. Mình ăn hai cái loại rau này và mình dùng đậu để ăn lẫn để giảm cái độ ngấy. Những cái rau gia vị ở đây mình sẽ dùng một củ hành tây, hai củ sả, một ít gừng, một ít hành thơm và một ít cà chua để mình nấu cùng với nước dùng ấy. Bây giờ trước tiên mình sẽ đi rửa sạch những cái thứ này trước và mình sẽ đi nấu nước dùng nữa nhé. Bây giờ các bạn chuẩn bị cho mình nhé. Ở đây mình để một củ hành này, sả này và một chút gừng này vào đây để mình sẽ ninh nước dùng mình trước. Bằng cách là mình ninh cổ, cánh và chân gà. Còn đây là mình sơ chế sẵn này. Cái này thì tí nữa mình sẽ xào và mình sẽ cho vào nồi nước dùng khi mà ninh xong. Đậu mình cũng cắt sẵn miếng này, tí nữa mình sẽ bày ra để ăn. Đây gà đây các bạn, mình thịt xong như này rồi. Mình sẽ chặt cái phần đầu lấy riêng, phần cổ riêng, chân riêng và mình sẽ cho vào nồi nước dùng. Các bạn nhìn thấy không? Đây là thịt gà trọi ấy, cho nên thịt của chúng ta nhìn thấy không có mỡ, mỡ gần như không có mà nhìn rất săn chắc và da rất là sạch. Khi sơ chế mình cũng sát muối vào da bản thân nó rất là sạch. Gà trọi này không phải dễ mua mà nhà mình một năm mới nuôi được có mấy con. Bây giờ mình sẽ cho nước khoảng 1,5 lít nước rồi ngập cái chỗ này rồi mình sẽ đi ninh nhé các bạn nhé. Cho thêm một thìa muối trắng nữa vào. Mình bắt nồi nước dùng lên bếp này và mình cho một thìa gia vị vào. Các bạn cho muối trắng hoặc bột canh đều được nhé. Các bạn ninh khoảng 30 phút cho nước dùng của chúng ta ngọt. Cho củ hành tây này có tác dụng làm cho nước ngọt hơn và trong hơn. Trong khi chờ đợi cái nồi nước lẩu gà này được ấy, mình sẽ đi chặt nốt phần thịt gà kia và sơ chế rau, rửa rau. Gà các bạn chặt sau các bạn bày nuôi vào cái đĩa như này nhé. Sau khi nào mình xong thì cái ăn thì mình sẽ cho vào dần dần, nhúng dần, ăn dần nhé. Chứ không nấu trước các bạn ạ. Còn phần rau thì mình sơ chế bằng cách là các bạn cho mình hai nhúng muối vào, hai nhúng nắm tay này. Các bạn vào các bạn rửa sạch lần một lần sau các bạn này. Rửa lần nữa và lần thứ ba thì các bạn ngâm với nước muối loãng. Nước muối mình đã cho trong này rồi. Các bạn ngâm như thế có tác dụng để cái rau của chúng ta sạch bớt ấy và loại trừ những cái chất không tốt đi nhé. Ví dụ như chất sâu rồi sâu và những cái bụi bẩn. Mình ngâm khoảng 15 đến 20 phút sau đó mình sẽ rửa thật sạch. Vì hôm nay là con gà này là gà mái có trứng các bạn ạ. Đây, trứng của nó rất là ngon. Vì là gà mái cho nên mình sẽ xỉ bày được một đĩa đầy như này thôi các bạn ạ. Và cái phần cánh này mình úp lên trên là được. Đến phần nước dùng đã sủi như này rồi, các bạn hạ lửa nhỏ cho mình nhé. Hạ lửa nhỏ thôi để cho nước dùng của chúng ta phần nước dùng của chúng ta nó ngọt nước ấy. Các bạn ninh khoảng 20 phút nữa cho nó ngọt nước. Nhỏ để cho nó âm ỉ, cho nó ngọt nhiều xương hơn. Các bạn đĩa thì gà chúng ta nhìn rất là đẹp mà đầy như này. Con gà này, con gà mái đang đẻ nhà mình nhưng mà nhà mình không nuôi nữa. Để bày mấy cái quả trứng này lên. Tí nữa mình sẵn cho vào nhúng. Các bạn thấy không? Đây là đồ mặn để mình ăn đây này, gồm có một đĩa thịt gà rất là ngon như này, đậu này và rau ăn cùng.
Nếu các bạn thích thì mình có thể mua thêm trứng vịt lộn nữa, hoặc trứng cút lộn ấy mình ăn cùng, thường thường là ăn trứng vịt lộn. Như này đã xong rồi đấy, bây giờ mình sẽ đợi nước dùng và rửa lại rau là được thôi. Sau khoảng 20 phút linh từ lúc nước sủi á, nồi nước dùng của mình đã được thì mình sẽ bỏ sang một bên và mình sẽ đi xào cà chua và gia vị ấy, để cho mình đổ vào nồi nước dùng nhé. Các bạn ăn được ớt thì cho ớt hoặc là sa tế nhé. Như nhà mình có bé nhỏ nên mình hạn chế những cái thứ đấy, mình chỉ hòa nước mắm có ớt thôi. Bây giờ các bạn nhé, chuẩn bị cho mình một cái chảo và mình sẽ cho phần hành thơm với cả phần gừng và phần xả băm này, mình sẽ xào thơm lên rồi mình xào với cà chua nhé. Mình xào thơm như này các bạn. Khi hành thơm lên thì mình cho cà chua vào mình xào để tạo màu và tạo mùi thơm cho món lẩu. Bây giờ mình sẽ cho cà chua luôn vào nhé các bạn. Hôm nay mình làm món ăn này là mình ăn ở nhà ông bà nội mình, cho nên đồ ăn đồ dùng nó hơi khác một tí mà ở quê các bạn ạ. Gà thì ông bắt từ vườn lên. Đây mình cho thêm một chút muối và một chút mì chính và ít mắm vào để cho cái hỗn hợp này nó vừa đậm đà vừa dậy gì thôi. Bây giờ mình sẽ cho luôn vào nồi nước lẩu nhé các bạn nhé, cái hỗn hợp này nhé, vừa tạo màu cho món ăn vừa tạo mùi thơm từ hành ngũ sả. Đây là cách nấu lẩu của gia đình mình, thì gia đình có người già và trẻ em nên mình hạn chế cho nhiều gia vị, và có thể các bạn có cách nấu khác mà các bạn dùng cả thuốc bắc ấy. Mình dùng thuốc bắc thì mình lại lên với ăn với ngải cứu, mà ngải cứu thì nhiều khi lại nhiều người lại không thích cái mùi đấy. Còn nhà mình nếu mà dùng ngải cứu thì thường thường đến khi cuối bữa ăn mình mới cho vào, vì có một vài người không thích ăn ấy. Bây giờ mình sẽ đun tiếp để cho nồi nước dùng của chúng ta đậm đà hơn. Còn cái bát tiết gà này mình chưa nói đến. Bây giờ cái nước sủi rồi thì mình sẽ cho cái bát tiết gà này vào để cho bát tiết gà mình chín nhé. Để sau đó mình sẽ lấy cái tiết này ra mình cho vào vào bát nước chấm ấy. Mắm vào ít bột canh với cả ớt với cả chanh ấy để chấm ấy. Các bạn nhớ là lấu tiết đến khi tiết mình phải chín nhé. Và vì sao nước sôi mới cho vào? Vì nếu mà các bạn cho nước khi chưa sôi thì tiết nó sẽ ra cái màu đen, nó rất là xấu của nồi nước dùng của chúng ta. Bây giờ như này là mình đã xong nồi nước dùng rồi đấy ạ. Mình sẽ tí nữa mình sẽ bày ra và thưởng thức thôi. Bây giờ mình sẽ thưởng thức nhé các bạn nhé. Món lẩu này của mình rất là đơn giản thôi, vì ở quê ấy, nên mình làm món lẩu rất là đơn giản mà ai cũng có thể ăn được. Còn các bạn muốn thích ăn phong phú hơn thì các bạn mua thêm nhé, nấm này, trứng vịt nộn này, thịt bò này, ví dụ như vậy để ăn kèm. Còn đây mình có đậu này, thịt gà này. Vì lẩu gà chủ yếu là thịt gà này. Rau đây có hai loại rau phổ biến này, rau cải này, ngọt này và rau muống này. Còn nồi lẩu gà này, nước lẩu gà này mình đã nước dùng này mình đã xong rồi ấy. Bây giờ mình sẽ hớt đi cái phần bọt. Khi nước sủi mình hớt bớt cái phần bọt này đi để nồi nước của chúng ta trong hơn, ngon hơn. Có sả, có hành tây rồi nồi nước dùng của chúng ta vừa ngọt vừa thơm, lại có cả hành thơm mình phi lên lúc nãy rồi. Có cà chua để vừa tạo màu và vừa tạo cái vị ngọt vị chua trong nồi lẩu ấy. Bây giờ chỉ còn có một công đoạn nữa thôi, là các bạn hớt cho mình cái tiết lên và mình dầm vào bát nước chấm. Còn gồm có nước chấm thì gồm có một chút lá chanh thái nhỏ, một chút ớt và một chút muối, cùng với vắt thêm vài ít nước cốt chanh nữa là được. Như vậy là mình đã làm xong món lẩu rồi đấy các bạn ạ. Nếu các bạn thích thì hãy like và chia sẻ video của mình nhé.